nhiệt tình, vui vẻ hòa đồng, nhanh nhẹn hoạt bát, ga lăng, vui tính và nhiệt tình giúp đỡ anh em trong phòng. Và đó là những lời nhận xét của các đồng nghiệp về anh Vũ Văn Thương đang công tác tại phòng kế hoạch vật tư, và đây cũng là nhân vật vui điển hình EPS tháng 9 năm 2019. Chị xin gửi tặng em cái món quà của lãnh đạo team dành cho gương mặt điển hình tháng 9. Thì chúc mừng em. Trong thời gian vừa qua thì là một cái thời gian mà cao điểm của cái công tác lập dự toán sửa chữa lớn, đặc biệt là công ty EBS được tổng công ty giao thêm cái nhiệm vụ mà phục vụ sửa chữa nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Thái Bình. Thì theo đó thì khối lượng công việc tăng lên rất là nhiều. Tuy nhiên thì em không có ngại khó, luôn luôn chủ động và học hỏi các anh đi trước để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Thì thật sự là chị rất là yên tâm khi mà giao nhiệm vụ cho em. Kế hoạch 2020 thì toàn bộ số lượng công trình cần phải lập dự toán sửa chữa lớn tương đối là khá lớn, đến khoảng 23 công trình sửa chữa lớn. Và phòng lập kế hoạch và đặc biệt là bản thân đã hoàn thành như vậy là một điều rất là đáng khen ngợi. Đặc biệt nhất là làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm. Cố gắng xong nếu gửi cho em kết hợp với chọn như để thắng nữa. Đó là đại tôi số 1 thì chị nhân với 1,05 đi chứ. Rồi cái em có cái đấy thì anh sẽ nhân trực tiếp luôn. Đang thực hiện làm những cái công trình 6 công trình phụ của Phú Mỹ vào cái khoảng thời gian tháng 8, tháng 9 á, thì nó cao điểm là phải buộc phải hoàn thiện dự toán, và kéo theo đó là những cái công trình mà quyết toán sự kiện lớn trong năm nữa, thì vừa song song làm dự toán gấp rút vừa song song quyết toán, cho nên là khá là bận rộn. Đa số là anh em cố gắng sắp xếp công việc nhà và hài hòa giữa công việc của công ty á, thì bằng cái việc là đi làm thứ bảy chủ nhật rồi tăng ca thêm. Khi mình trong quá trình làm việc á thấy áp lực quá thì qua nói chuyện với các anh chị em xung quanh, nghe một bài nhạc gì đó để giảm bớt cái áp lực đi, là sau đó lại quay lại công việc. Phương châm của mình đó là thứ nhất á là hài hòa trong sự giao tiếp để mọi việc trao đổi được thuận lợi. Thứ hai á là bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề.